Thưa quý vị, trong khi đó thì tại khu vực Nam Á, giới chức Ấn Độ đã thông báo đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ thủ phủ các bang Odisha và Tây Bengal, miền đông nước này, từ tối ngày 24 tháng 10 đến sáng ngày 25 tháng 10 để chuẩn bị cho bão Tana sắp đổ bộ. Cơ quan dự báo thời tiết cho biết bão Dana đang di chuyển trên vịnh Bengal và tràn vào bờ biển các bang Odisha và Tây Bengal vào ngày 25 tháng 10 với tốc độ gió từ 100 đến 110 km/h, giật lên tới 120 km/h. Hai bang cũng thông báo đóng cửa trường học ở những khu vực dự kiến sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão và khuyến cáo ngư dân không ra khơi. Chúng tôi đang tiến hành sơ tán người dân ở những vùng dễ bị ảnh hưởng. Nhiều người tự nguyện rời đi, nhưng cũng có nhiều trường hợp phải cưỡng chế vì họ không muốn rời khỏi nhà. Đó đều là những người dân ở khu vực dễ bị tổn thương. Cảng Dhamra của tập đoàn Adani ở vùng Bhadrak, bang Odisha cũng tạm dừng hoạt động. Ủy viên cứu trợ đặc biệt Deoranjan Kumar Singh cho biết đã sơ tán khoảng 50.000 người và tổng cộng có khoảng 300.000 người có thể được sơ tán ở bang này. Trong khi đó, bang Tây Bengal lân cận cũng đã ban hành cảnh báo đỏ cho ba huyện nằm gần khu vực dự kiến sẽ đón bão. Thủ phủ Kolkata của Tây Bengal đã chứng kiến những cơn mưa ngắn trong ngày 24 tháng 10.